Hôm nay tôi xin giới thiệu cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử môn tiếng Anh trình độ A1, A2 trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn Hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số màn hình 0943078123 hoặc 0912 595654 các em xem video của thầy hay và bổ ích, nếu chưa chọn nút đăng ký, thầy hôm nay trên YouTube em hãy chọn nút đăng ký để được nhận video bài giảng mới và chọn video bài giảng theo từng mục. thì hôm nay thầy giáo Minh họa bằng cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh à, gồm 3 loại câu hỏi à, đọc hiểu, à, điền từ và ngữ pháp. À, đặc biệt hôm nay thầy giáo nói về à, cái phương pháp học câu hỏi ngữ pháp trình độ A1, A2 và trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn còn có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung. À, môn tin học à, để ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo thêm một trong hai số trên màn hình sau đây thầy giáo Minh Họa luôn như vậy chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc Google Chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm chấm tên viết liền nhau và không có dấu chúng ta ra cái giao diện trên màn hình như này là đúng sau đó chúng ta kích chuột vào cái à, muốn vào mục nào chúng ta kích chuột vào mục đó chúng ta kéo ở phía dưới Ví dụ như môn tiếng Anh chúng ta kích chuột vào mục 4 thì phần mềm yêu cầu chúng ta nhập ký danh và mật khẩu. Mật khẩu phân biệt ký tự hoa, ký tự thường. Và lưu ý chúng ta phải bảo mật cái mật khẩu không cho bạn. Nếu kem cho bạn kem mất quyền đăng nhập phần mềm, bạn nó chiếm quyền đăng nhập vào phần mềm. Và khi vào phần mềm rồi, chúng ta phải thoát phần mềm ra thì thì chúng thoát ra ở thiết bị này thì mới vào thiết bị khác. Thí dụ chúng ta đang thực hiện trên điện thoại chúng ta phải thoát ra thì chúng ta mới vào đăng nhập vào trên máy tính được hay là chúng ta à, ở cơ quan chúng ta đang đăng nhập à, học môn tiếng Anh chúng ta phải thoát ra thì khi đó về nhà chúng ta mới đăng nhập trên máy tính ở nhà được à, như vậy các em chú ý phần mềm nó thông minh nó còn còn quản lý theo nick name Zalo vì thế các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một thí sinh là một số bộ danh một mật khẩu à, vì thế các em phải bảo mật và học trên phần mềm còn rèn luyện được kỹ năng thi thực hành trên máy tính à, kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không bỡ ngỡ à, và à, sau đó chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm chúng ta dành một ít thời gian để đọc cái hướng dẫn thực hiện trên phần mềm thì trên phần mềm môn tiếng Anh chúng ta có loại câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp cho trình độ A1 A2 rồi chúng ta có loại câu hỏi trắc nghiệm à, ngữ à, đọc hiểu cho trình độ A1 A2 chúng ta có loại câu hỏi trắc nghiệm uh, cho đục lỗ cho uh, điện từ cho trình độ A1 A2 chúng ta có loại câu hỏi trắc nghiệm sắp xếp câu hoàn thiện câu cho trình độ A1 A2 sau đó chúng ta tiến hành thi thử uh, ở trình tiếng Anh trình độ A1 A2 và thi thử uh, tiếng Anh ở trình độ uh, thi thi thử trình độ tiếng Anh trình độ A2 uh, các em uh, có những em hỏi thầy em uh, thi thử trên phần mềm của thầy mà đạt 70 phần uh, số câu trả lời đúng trở lên thì uh, thi chính thức có yên tâm không? À, xin kia trả lời với các em là rất yên tâm. À, có những em uh, đã học trên phần mềm đạt cái trình độ như vậy và sau này thi kỳ thi chính thức diễn ra các em đã làm được uh, môn tiếng Anh tức là phải qua được 15 câu trên 30 câu và có nhắn tin lại cho thầy là em đậu rồi. Đấy như vậy là uh, nếu các em thi thử trên phần mềm của thầy mà đạt 70% cho câu trở lên trở lên thì chắc chắn là ok yên tâm. Đấy thì như vậy là à, sau đây giáo Minh Họa à, ví dụ như tiếng Anh trình độ A2 thì chúng ta đi tìm môn tiếng Anh trình độ A2 ở phía trên này này đó, đó chúng ta kéo lên đây ví dụ như là trình à, độ A2 về ngữ pháp đây đây là trình à, độ A1 về ngữ pháp này trình độ A2 về ngữ pháp này à, chúng ta kéo xuống phía dưới này đây trình độ A2 ngữ pháp này à, chúng ta kích chuột vào mục ngữ pháp này sau đó chúng ta thực hiện à, à, đề thi này À, chúng ta thực hiện đề thi này, à, sau đó chúng ta chọn cái cái start là bắt đầu này, sau đó chúng ta chọn cái finish ở góc tay trái màn hình này, à, finish ở góc tay trái màn hình, sau đó chúng ta kéo xuống phía dưới, chúng ta nộp bài kết thúc, nộp bài kết thúc, thì như vậy phần mềm nó sẽ phản hồi cho chúng ta cái cách học này, à, chúng ta đọc cái question tức là cái câu hỏi này, à, chấm 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 đây, chúng ta phải chọn cái một trong phương án, à, trong bốn phương án, một trong bốn phương án để điền vào chấm chấm này đây là nội dung câu hỏi, uh, question, uh, select one chúng ta chọn một phương án, uh, phương án A, đây phương án B, phương án C, phương án D. Rồi sau chúng ta uh, câu uh, trả lời của bạn sai thì chúng ta chưa chú ý. Vì đây uh, chúng ta chưa làm bài thì nó gọi là không điểm thì nó xuất hiện câu này. Còn uh, vì sao đúng thì các thầy dạy ngoại ngữ đã giải thích cho các em ở trên cái nền vàng này. Đây là đáp án đúng. Uh, ví dụ đây là D, yeah. vì sao chọn D? Yeah? Thì đây là uh, cái câu giải thích của các thầy. Thì tương tự như vậy các câu khác Các thầy ngoại ngữ đã giải thích cho các em Vì sao đáp án đó đúng Và đây là đáp án đúng Các em nên đọc đầy đủ câu hỏi Rồi nghiền ngẫm cả các phương án A, B, C, D Rồi sau nghiền ngẫm Cái phương án trả lời đúng Và cứ như vậy các em hoàn toàn tự học được Để khẳng định được cái trình độ của mình Thì khi kỳ thi chính thức diễn ra Các em không bỡ ngỡ Đấy, Thì phương pháp học trên phần mềm hoàn toàn tự học được Thì giáo chúc các em thành công Chúng ta kích cho mục 1 À, để để học các mục khác kết thúc phiên làm việc với phần mềm các em chỉ kích chuột vào cái nút thoát thì như vậy là à, chúng ta đã thoát ra khỏi phần mềm để các em có nhu cầu à, ôn tập trên phần mềm hình thức trách nhiệm chấm hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang thêm một trong hai số trên màn hình à, các em xem xem video của thầy hai và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chọn nút đăng ký à, như vậy thầy giáo chúc các em thành công à, và chúc và cảm ơn các em thì như vậy là phần mềm đã hỗ trợ rất tích cực cho các em trong à, tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức thì chúc các em một lần nữa chúc các em thành công và cảm ơn các em